bạn cái lô bông trang sen. Thì các bạn thấy cái trang sen nhiều ở trên mạng rồi đúng không? Cái lá của bông trang sen thì nó cũng giống giống như cái trang thái, nhưng mà cái bề ngang của cái lá thì to hơn một chút. Đây các bạn xem, đây là cái trang thái màu tím sen với cây trang sen nằm kế bên nhau nè, các bạn nhìn thấy để phân biệt. Còn cái bông của trang sen, cái bông đây các bạn xem, cái bông màu đỏ, cái cánh nó thì nó sát sát lên nhau. Còn cái bông của trang thái mình thì cánh nó rời rạc ra. Đây, các bạn xem bên đây, cái bông này còn búp nè, trang sen. Thì lâu rồi mình không có đưa một cái video mà có thuyết minh vào, mình chỉ điểm nhạc. Thì hôm nay mình sẽ quay video mình giải thích rõ từng cái cây trang sen trong cái lô này. Các bạn thấy cái chậu này mình để tới hai góc, góc này nó cao, cây này là đã bắt rễ ra rất là tốt rồi các bạn, và nó cao tầm hơn 2 gang tay, tính từ cái mặt của chậu 1 gang, 2 gang, cao hơn 2 gang. Cũng có một số chậu cao tầm hơn 1 gang, là hơn 2 tấc. Có chậu thì 3 tấc, 4 tấc xen kẽ nhau. Cái bông mà các bạn thấy cái cây nó cao khoảng chừng 2 gang tay, mà cái bông nó có bông. Cái lô này khoảng tầm bao nhiêu cây? Các bạn xem, mình sẽ đếm thử cái lô bông này bao nhiêu cây nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cái lô này là khoảng 50 cây nha các bạn. Mình chỉ đếm phỏng phỏng cho các bạn xem thôi, chứ trước đó mình có đếm rồi. Đó, thì bây giờ bạn nào có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới giúp mình. Comment, để lại số điện thoại thì mình sẽ liên lạc lại. Hoặc là các bạn hãy kết bạn Zalo trên cái tiêu đề á, mình có để số điện thoại Zalo. Nhắn tin Zalo và mình sẽ trả lời ngay.
bây giờ mình kết thúc video ở đây. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và hãy like video. Những ai chưa đăng ký kênh đó, thì bấm cái nút đăng ký và cái chuông để đón xem những video tiếp theo của bạn Lan Rừng. Bạn Lan Rừng thì chuyên quay các bông cây cảnh đưa lên và giới thiệu, để những ai có nhu cầu mua thì liên hệ. Rồi mình kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem.